Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ký Họa Đường Phố. Thì vừa rồi, tuần vừa rồi là một tuần rất đặc biệt với mình. Thì mình có nhận được một lời đề nghị của một bạn có tên YouTube là Nấm. Thì bạn ấy có đề xuất với mình rằng là đố vẽ được một con voi ma mút. Và mình thật sự là rất vui bởi vì lâu lắm rồi mới lại có người ra cho mình một thử thách. Và mình đã thực hiện ngay bức tranh đó. Thì quá trình mình thực hiện thì mình sẽ làm sao để hướng dẫn các bạn vẽ được, cũng vẽ được như mình. Mình sẽ hướng dẫn bằng cách vẽ đơn giản nhất để mọi người thực hiện theo. Các phần phân đoạn của video thì mình đã để rất rõ ràng ở dưới phần mô tả. Các bạn hãy di chuyển đến phần mô tả để xem những cái phần mà mình muốn xem và có thể xem lại, lựa chọn xem lại để vẽ theo nếu phần nào các bạn cảm thấy khó. Vẽ một con voi ma mút thì nó cũng cơ bản là rất giống với vẽ một con voi bình thường, cũng vẫn là các bộ phận như vậy. Và như vòi này, ngà này, rồi những cái chân rất lớn. Tuy nhiên thì voi ma mút lại có một cái đặc điểm, không phải một mà có rất nhiều đặc điểm, mà nó hơi khác so với lại voi bình thường. Đó chính là cái thứ nhất là mình muốn nói đến là cái dáng đứng của con voi ma mút. Thì voi ma mút thì thường là có dáng đứng với cái phần vai nhô cao và trọng tâm dồn về phía chân sau. Đấy là cái thứ nhất, nên là dáng nó có vẻ nó sẽ từ hông đến vai nó sẽ cao dần lên. Cái phần vai nó rất cao các bạn nhé. Cái thứ hai nữa là hộp sọ của con voi ma mút này thì nó có một cái phần lồi lên ở trên đầu. Cái này là do cấu tạo của xương. Cái này cũng là khác với voi bình thường. Voi bình thường không có phần đấy. Một điểm thứ ba nữa đó là voi ma mút thì có cái ngà tương đối là dài. Một điểm thứ tư nữa mà mình muốn nói đến là sự khác biệt giữa voi ma mút và voi thường. Đó chính là voi ma mút thì đa phần nó sẽ có một lớp lông ở trên cơ thể. Tùy vào từng loài thì có loài thì lông nó nhiều, có loài lông nó ít. Khi nói cụm từ voi ma mút thì có nghĩa là đây người ta đang nói về chi voi ma mút nha các bạn nha. Trong chi của voi ma mút này thì nó phân ra nhiều các loài khác, chứ không phải nó chỉ có một loài. Ví dụ như là voi ma mút thảo nguyên này, voi ma mút phương Nam này, voi ma mút Colombia, voi ma mút Bắc Mỹ. Và cái loài mà gần đây nhất mà theo một số tài liệu nghiên cứu thì là có thể nó tồn tại cách đây khoảng 1.600 năm trước công nguyên. Đó là loài voi ma mút lông xoăn. Quay trở lại với cách dựng hình con voi ma mút thì mình sử dụng cách hết sức đơn giản, đó là chúng ta sẽ sử dụng 3 hình oval. Thì các bạn có thể theo dõi video và thấy rằng mình đã sử dụng 3 hình oval. Ở cái hình oval ở đầu thì mình có thêm một cái hình tròn nữa ở trên đỉnh cái hình oval đấy, để vẽ cái phần lồi ở trên đầu con voi ma mút. Mình nghĩ rằng cái khâu dựng hình này không có gì là phức tạp cả, bởi vì mình đã hướng dẫn rất chi tiết và mình cũng để cái mức độ tua của video nó tương đối là chậm. Thì có lẽ là kể cả các bạn không biết vẽ thì có lẽ cũng vẽ theo mình được đến đoạn này. Nếu mà các bạn nào cảm thấy khó khăn ở cái giai đoạn dựng hình này thì các bạn có thể để lại comment để và chúng ta có thể cùng trao đổi. Hy vọng rằng không có bạn nào thắc mắc với mình là tại sao con voi này lại có một cái ngà dài và một cái ngà ngắn nhá. Bởi vì rất đơn giản thôi, cái ngà kia nó ở phía xa, còn cái ngà này nó đã ngà gần chúng ta hơn này thì nó đang hướng về phía chúng ta nên nhìn trông nó sẽ ngắn hơn. Đấy là điều hết sức bình thường. Mình phải nói trước như thế bởi vì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn cũng đặt ra câu hỏi như vậy. Cũng không thể trách các bạn được bởi vì là cũng có bạn mới bắt đầu vẽ hoặc chưa quen lắm. Đương nhiên ở góc nhìn con voi đang quay mặt về phía chúng ta này thì nó phải như thế rồi. Tiếp theo thì sau khi dựng hình xong thì các bạn hãy dùng bút chì 3B để các bạn đánh chì toàn bộ trên cơ thể của con voi. Tất cả mọi chỗ nha các bạn nha. Không chừa một chỗ nào. Nhưng có một điều khác ở video lần này, đó là mình đã không dùng bông để di chì luôn, mà mình để thực hiện sau khi mình vẽ xong cái phần vòi và phần ngà của nó.
Thật ra thì cái này không quan trọng, nó chỉ là thứ tự các bước mà các bạn có thể hoán đổi với nhau cũng được, không sao cả. Hai nữa đó là quá trình vẽ thì các bạn nên sử dụng một tờ giấy để đè tay mình lên cái tờ giấy đấy để nó không ảnh hưởng đến cái nét vẽ trước. Ở đây thì cũng một phần là do mình lười nên là mình cứ thế mình đè lên mình kệ. Trong quá trình đánh chì như này thì các bạn có thể sử dụng kèm theo các bút chì có độ đậm hơn như 4B, 5B để các bạn nhấn những cái chỗ khu vực tối nó nhấn mạnh hơn chút nhé các bạn nhé. Chứ cũng không nhất thiết phải chỗ nào cũng dùng bút chì 3B. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một phần khó, mình phải nói là khó, cái phần vẽ vòi và ngà này. Bởi vì là nó phải áp dụng rất nhiều cái kiến thức về ánh sáng, óc quan sát và kỹ năng của các bạn. Đó chính là phần vẽ vòi và ngà. Để cho các bạn dễ hình dung thì mình đã phân biệt vòi của con voi này thành 4 phần. Đó chính là phần mặt trên này, cái phần mặt hai bên này, và cái phần mặt ở bên dưới đáy của cái vòi, dưới gầm của cái vòi. Nói nôm na như vậy cho các bạn dễ hiểu. Thì ở góc nhìn như này, khi con voi nó quay mặt ra chúng ta thì các bạn, cái phần cái mặt ở bên kia của cái vòi chúng ta không thể nhìn thấy, đúng không các bạn? Điều đấy là tất nhiên rồi. Thì khi cái vòi của con voi này nó hướng xuống dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mặt trên của cái vòi và cái mặt ở phía cái mặt bên ở phía gần chúng ta là chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng lúc đó thì chúng ta lại không nhìn thấy cái mặt ở đáy, đó chính là ở gốc cái vòi ấy. Các bạn nhìn ở gốc cái vòi ấy, chúng ta chỉ nhìn thấy mặt trên và mặt bên thôi, chứ chúng ta không nhìn thấy cái mặt ở bên kia và cái mặt đáy. Do đó là cái đoạn trúc xuống này thì các bạn chỉ phải vẽ hai mặt. Tuy nhiên thì khi con voi nó cong cái vòi lên, nó cong cái vòi lên như vậy thì vô hình chung là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần đáy nó, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần đáy nó, phần mặt bên và cả phần bên trên nữa, khi con voi nó bắt đầu cong cái vòi lên. Khi con voi nó cong cái vòi lên cao hơn nữa thì lúc này chúng ta chỉ nhìn thấy cái mặt bên ở phía chúng ta và cái phần mặt đáy. Lúc này cái phần mặt trên thì chúng ta đã không nhìn thấy nữa. Đó, cái nguyên lý nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể thực hiện theo trên video, có thể quan sát và thực hiện theo.
Còn phần vẽ các nếp nhăn ở trên cái vòi này thì nhìn chung là các bạn có thể vẽ theo cách của như mình. Kia thì mình chỉ vẽ những cái đường vòng cung uốn theo cái vòi thôi. Thì nó ra, mình dùng bút chì đậm, ví dụ như 6B chẳng hạn, mình vẽ những cái đường đấy, xong sau đấy mình lấy chì di đi là được. Thì nó sẽ ra những cái nếp nhăn ở trên vòi của con voi. Thì cái nếp nhăn này ngoài thực tế thì nó cũng không phải là phân chia đồng đều, mà nó có thể có những nếp nhăn gần nhau, có những nếp nhăn xa nhau chẳng hạn. Chứ nó cũng không nhất thiết phải đều như này các bạn nhé. Sau đấy thì các bạn có thể dùng cái tẩy sét, các bạn chấm một vài cái điểm sáng ở trên cái mặt trên của cái vòi để cho nó tăng cái phần sinh động. Và bên dưới vòi thì các bạn vẽ thêm phần nho nhỏ tối tối màu kia lên là cái phần môi dưới của nó ấy các bạn. Giờ đến cái phần vẽ ngà. Cái ngà này thì cơ bản là các bạn nó sẽ chĩa ra hai bên và cong lên. Đồng thời do là vì mọc phải từ trong miệng ra, do đó nó sẽ làm kênh hai bên mép của con voi lên. Đây, cái chỗ phần tối tối mà mình vẽ kia chính là cái phần mép của con voi nó bị cái ngà nó kênh lên ấy. Còn phần trên cái ngà thì cơ bản là các bạn chỉ cần đánh chì 3B, xong sau đó các bạn di chì đi một lượt đi là được. Các bạn nhớ quá trình đánh chì thì các bạn sẽ đánh theo xuôi theo chiều của cái ngà nhé. Đấy, đó là cái ngà bên này. Thì phần chỗ cong cong ở dưới cái ngà này các bạn để tối. Phần cong cong để tối. Còn phần mặt trên thì chỗ cong cái đổ lên miệng thì các bạn sẽ để nó sáng. Và đối với cái ngà bên kia thì các bạn cũng chỉ cần đánh một lớp chì 3B mỏng, sau đó di nó qua một lần để cho làm sao mà cái ngà bên kia màu nó nhạt hơn cái ngà ở phía gần chúng ta. Thì cái này nó cũng theo cái quy luật gần tỏ xa mờ đấy các bạn, nó cũng không có gì đặc biệt. Về cái phần ngà thì chỉ có như vậy thôi. Ở bước 4 này thì chúng ta sẽ dùng tăm bông hoặc bút giấy để chúng ta di toàn bộ phần chì trên cơ thể của con voi. Thì cũng như mình nói từ các phần trước thì cái này nó cũng chỉ là cái bước các bạn hoán đổi thôi, không sao cả. Có bạn thì thích đánh chì ngay từ đầu cũng được, xong vẽ đầu mặt sau. Còn như mình thì mình thích vẽ cái vòi trước. Cái chuyện đó nó không quan trọng, các bạn bắt đầu từ phần nào trước cũng được. Về cái cơ bản đánh chì này thì di chì này thì như mọi lần thì mình cũng đã đều hướng dẫn. Thì các bạn thực hiện đều tay. Và nhớ là quá trình thực hiện thì khi đánh thì các bạn cố gắng đánh xuôi theo chiều cơ thể con vật nhé. Ví dụ như đánh thì trên vai đổ xuống, xuôi dần xuống dưới. Và các bạn cũng đều tay để nó không tạo ra các vệt đen bất thường. Tiếp đến là bước 5 thì chúng ta sẽ vẽ cái phần bàn chân. Về cái chân của con voi thì như các bạn đã biết thì chúng nó có cái chân hình trụ tương đối là lớn, và đến cái phần bàn chân thì nó chỉ phình ra một tí, giống như kiểu cái cột đình ấy các bạn. Về phần móng của con voi thì đối với voi ma mút thì nó có chỉ có 4 móng chân, khác với voi hiện đại có 5 móng chân. Thì
Thì cái móng này thì các bạn vẽ cũng tương đối là đơn giản, các bạn chỉ cần tạo những cái đường hình vòng cung giống như kiểu hình mái vòm ấy các bạn. Mỗi cái mái vòm như này thì các bạn cách ra nó một khoảng nhỏ nhỏ. Ở giữa mỗi khoảng hai cái móng thì các bạn dùng bút chì tối màu đậm màu, các bạn tô ở giữa, xong sau đấy các bạn dùng bút giấy, các bạn di cho nó lan ra. Đây, mình đang tô đậm ở giữa, sau đó dùng bút giấy di cho nó lan ra xung quanh là được. Thì nó sẽ tạo được cái chân con voi rất dễ dàng. Đối với các bàn chân khác thì các bạn cũng thực hiện tương tự. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một bước vô cùng quan trọng khác. Phải nói rằng bước này là một bước rất khó, đó là vẽ khuôn mặt. Không phải chỉ riêng đối với con voi này mà với tất cả những loài động vật mà trước đây mình vẽ thì vẽ khuôn mặt nó đều là một cái công việc đòi hỏi rất cao cái sự tỉ mỉ và nói chung là nó rất khó khăn. Thì ở con voi này thì chúng ta sẽ đi vào thẳng vấn đề như sau. Thì cái hốc mắt của nó thì cũng là tương đối sâu và hai cái xương ở trên mí mắt thì nó lồi ra rất rõ ràng. Việc làm đầu tiên của các bạn bây giờ là phải xác định những cái điểm đó, xác định những cái nhóm xương nó lồi ra, các vị trí xương nó lồi ra như vậy, và để mình vẽ lại các khu vực đấy. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là phần mí mắt mình đã vẽ lại cái phần mí mắt để nhìn cho rõ cái phần nó lồi ra đấy. Thì bước tiếp theo là mình sẽ đánh chỉ đậm cái khu vực sâu bên trong mắt. Hốc mắt thì bao giờ cũng tối đúng không các bạn, nên là chúng ta sẽ đánh tối cái phần đấy. Về con mắt thì mình vẽ tương đối là đơn giản, mình cũng không quá chú trọng vào con mắt. Ở đây chỉ vẽ cho nó thành hình dáng con mắt như bình thường. Quan trọng là cái sáng tối trên cái khuôn mặt thôi các bạn ạ. Đó mới là cái quyết định vẽ nó có thành công hay không. Để nói cho các bạn dễ hiểu hơn nữa thì những cái phần tối ở trên khuôn mặt thì chúng ta, những phần lõm ấy, thì chúng ta sẽ tô chỉ nó đậm cho nó có màu tối. Còn những cái khu vực sáng thì các bạn sẽ tô chỉ hoặc đánh chỉ nó nhạt để cho nó nổi lên. Ví dụ như ở trong cái con mắt này thì bên trong hốc mắt thì tối, mình đánh tối vào, còn bên ngoài cái xương hốc mắt ấy, thì nó sẽ lồi lên nên nó sáng, nên mình để sáng hơn. Để tăng cường cái hiệu ứng ánh sáng này thì các bạn có thể sử dụng cái chì sét để các bạn tẩy. Ví dụ như cái phần nhô ra ở giữa trán kia, các bạn có thể nhìn thấy cái phần nhô ra ở giữa trán, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tẩy sét để mình đánh cái phần đấy cho nó trắng hơn những cái khu vực khác. Như thế là chúng ta sẽ nhìn thấy có cảm giác nó sẽ như kiểu nó lồi lên ấy. Thì cái kỹ thuật thì cơ bản là nó sẽ như vậy. Ngoài ra thì các phần khác, ví dụ như ở bên trong cái tai kia chẳng hạn, thông thường cái chỗ đấy nó sẽ lõm vào ấy, nên là nó sẽ tối hơn, thì các bạn đánh tối hơn. Còn cái viền ở ngoài tai thì nó thông thường là nó sẽ lồi lên, nó nổi lên, nên là cái viền tai các bạn để sáng nhé. Các bạn hãy bình tĩnh và theo dõi cách mình vẽ, các bạn sẽ thấy cái vai trò của cái tẩy sét kia nó vô cùng quan trọng trong cái việc tạo sáng tối trên khuôn mặt. Nó khác với lại cái tẩy bằng gôm kia. Tẩy bằng gôm kia sẽ tạo ra những cái đường tẩy nó vô cùng cứng. Tuy nhiên thì cái tẩy sét này thì nó sẽ tẩy và tạo ra cái, nó không tạo ra cái vệt tẩy nó quá cứng, mà nó sẽ tạo ra cái vệt nó mềm mại. Đấy, các bạn thấy không? Mình chỉ cần chấm nhẹ cái đầu cái tẩy sét này xuống là nó sẽ tạo ra cái khu vực tối sáng mà nó chuyển đổi cái sắc độ nó rất mượt mà. Cơ bản thì là như vậy. Còn để thực hiện tốt được thì mọi người hãy chú ý quan sát cái video của mình, quan sát kỹ cách mình làm một lần không được thì làm 2 lần, 3 lần.
mà khó quá thì bỏ. Tiếp theo là cái việc vẽ lông ở trên khu vực đầu mặt. Thì cơ bản như mình quan sát ở trên các bức ảnh rồi là những cái thước phim ở trên TV thì mình thấy là cái lông nó sẽ xuôi từ trên đỉnh đầu xuống các bạn ạ. Thì ở đây thì mình cũng sẽ vẽ cái lông nó xuôi từ cái đoạn U ở trên đầu này xuống. Từ đoạn cái U trồi lên này đấy. Thì mình sẽ sử dụng bút bi chì 6B. Mình đánh hướng nó xuống dưới nhé các bạn nhé. Nghĩa là mình đánh nó thưa thưa ấy, chứ không phải mình đánh nó liền. Đánh xuống dưới, sau đó sẽ dùng thêm bút chì kim 2B để đánh những cái sợi nhỏ. Nhất là những cái khu vực như kiểu trán này. Thì mình sử dụng cái bút chì kim 2B này. Thì cái hướng đánh thì các bạn cũng đánh xuôi xuống bên dưới. Xuôi thì theo hướng cái vòi xuống ấy. Các bạn đánh chậm rãi từng chút một. Kết hợp cả bút chì 6B và bút chì kim 2B. Ví dụ như kiểu cái phần vòi này chúng ta cũng đánh xuôi xuống như thế. Từng nét một đánh nó thưa thôi cho nó cảm giác nó có những sợi lông ở đấy. Xong sau đấy các bạn có thể dùng bút chì 6B nhưng các bạn sẽ ấn mạnh và dứt khoát để tạo ra những cái sợi lông màu đen. Thật ra thì mình lý do là mình không tìm thấy cái bút chì 8B của mình đâu, nên đành ra mình phải dùng cái bút chì 6B này và ấn mạnh nó để tạo những cái sợi tối. Thì cách vẽ lông ở trên khuôn mặt cơ bản nó thế thôi. Mình vẽ lông trên mặt nó khá là mỏng, chứ mình cũng không vẽ dày. Giờ chúng ta đến với bước cuối cùng, đó là vẽ lông toàn thân. Thì nói thật với các bạn là hiện tại bây giờ cái thời điểm mà mình vẽ thì nó đang rơi khoảng 12 giờ hơn. Nói thật là lúc đấy mình cũng tương đối là mệt. Cuối tuần thì vừa đi làm xong thì về nhà thì bắt tay vào vẽ. Và lúc mắt nhắm mắt mở đấy, mình cũng không tỉnh táo cho lắm. Tuy nhiên thì mình vẫn cố thực hiện cho xong bức tranh. Thì một số chú ý sau các bạn cố gắng thực hiện theo. Cái thứ nhất là lông của voi mammut nó tương đối là nó dài, chứ lông nó không ngắn. Nếu các bạn đã vẽ những cái nét ngắn để vẽ lông, ví dụ như ở trong cái bức tranh mình vẽ con chuột chẳng hạn, thì nó sẽ trở nên rất xấu. Với những cái lông kiểu như này thì các bạn bắt buộc phải kéo dài nét bút ra một chút. Kéo dài nét bút ra các bạn nhé. Chứ chúng ta không để nét ngắn. Thì về cái hướng lông thì các bạn xem trên tranh ảnh hoặc là tìm trên Google thì cũng thấy rồi. Lông nó sẽ hướng từ trên phần vai đổ xuống, từ phần lưng xuống đất. Nó sẽ chùm dài xuống như thế. Mình thì
mình sẽ không vẽ nó chùm dài như vậy, bởi vì cái thứ nhất là lúc đấy mình vẽ là mình cũng tương đối là mình mệt rồi. Cái thứ hai là mình thích một con voi mà lông nó thưa hơn, chứ con voi kia nhiều con này lông nó dài quá, cảm giác nó sai sai các bạn ạ. Mình thích nó thưa thưa một chút. Thì còn cái loại bút mà các bạn sử dụng thì các bạn vẫn sử dụng bút chì 6B. Các bạn làm tương tự như trên khuôn mặt, nhưng mà các bạn sẽ để cho cái nét bút nó dài hơn. Vẫn sử dụng kết hợp thêm cả bút chì kim 2B nữa. Sau khi đánh xong một lượt như thế thì các bạn sẽ dùng cái bút giấy, các bạn di qua một lượt đều. Nhớ là quá trình di này, các bạn di theo cái vệt bút chì nhé, theo cái hướng lông ấy, các bạn di một lượt. Xong các bạn lại đánh tiếp tục đánh một lượt nữa. Đánh một lượt nữa chồng lên, nhưng mà lượt lần này các bạn sẽ sử dụng bút chì có độ đậm hơn như là 8B chẳng hạn. Các bạn đánh. Và công đoạn cuối cùng của cái việc vẽ lông này, đó là các bạn sẽ sử dụng cái tẩy bấm để các bạn tẩy những cái sợi trắng nho nhỏ ở trên cái bộ lông của nó. Thì lát nữa thì tí đến cái phần cuối video các bạn sẽ nhìn thấy mình sử dụng cái bút tẩy bấm ấy để tạo những cái vệt lông trắng trên cơ thể của con voi. Thì cơ bản là video của mình thực hiện đến đây là sẽ kết thúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ học được điều gì đó từ cái video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công. À quên, nếu thấy hay thì các bạn hãy tặng cho mình một lượt sub và một lượt like nhé, để ủng hộ tinh thần mình nào. Cảm ơn các bạn. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.